Vừa đỏ ở Việt Nam phát triển khá là mạnh và ngày càng đông người dân công khai lên mạng internet để ủng hộ chính sách của nhà nước cũng như là lên án những kẻ chống phá đất nước. Thì trước cái hiện tượng này thì có một số ý kiến cho rằng là nhà nước và các cơ quan tuyên giáo đứng đằng sau. Thế thì ông nghĩ sao về nhận định này ạ? Thật sự rằng chúng tôi không có muốn đào sâu vào trong cái gọi là cái phương thức mà điều hành đất nước. Bằng chứng là hồi năm ngoái chúng tôi cũng đã được các cơ quan ở trong nước đề nghị viết bài đóng góp về cái hiến pháp, tu bổ hiến pháp, cũng như là viết bài về cái đại hội của Đảng kỳ thứ 12. Thì chúng tôi nói rằng tại vì tôi là người đã bỏ đất nước tôi ra đi sống ở nước ngoài 42 năm. Tôi không có sống ở trong cái môi trường này từ đó đến giờ này nha, tôi không có ý kiến về cái công việc sinh hoạt của đất nước, nhất là cái sự lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng qua những cái hình ảnh mà tôi nhìn thấy ở trong quê hương thì cái sự lãnh đạo của nhà nước là đi rất là đúng về sự phát triển đã được UNESCO công nhận là Việt Nam xóa đói giảm nghèo trước cái thời hạn mà UNESCO ấn định. Thì tôi không có ý kiến và tôi không biết. Bác viết với cái cảm nghĩ của một người hải ngoại với những kinh nghiệm bác sống ở trong đó thì bác cho biết, thì tôi cũng không biết. Nhưng mà qua cái câu hỏi này hôm nay đó thì tôi xin được phép hơi có ý kiến với lại ở trong nước là như thế này. Những người xấu đó thì họ luôn luôn họ nghĩ rằng tất cả các việc làm đều do cái tổ chức này, ban tuyên giáo này hoặc là tổ chức kia là đứng ở đằng sau lưng. Thì tôi nghĩ rằng là đối với Đảng Cộng sản, tôi có thể rằng tôi một cái cơ may là sau ngày 30/4/1975 tôi đã có một cái cơ hội để đi ra nước ngoài. Thì nói đùa một cái là Cộng sản vào thì sợ bỏ chạy, thì gia nhập đoàn quân Nu Càng. Thì tôi mới đọc, trong lúc thời gian mình đi học tiếng Mỹ thì mình học bằng đọc những cái tài liệu. Và tôi nghĩ rằng mình đã thua Cộng sản thì mình phải đọc cái tài liệu Cộng sản để mình biết rằng mình thua như thế nào. Thì mới đây cuốn phim The Vietnam War cũng vậy. Họ đã xác nhận rằng cái mà gọi là cái chiến tranh quy ước của người Mỹ và cái chiến thuật đấu tranh của người Mỹ, chiến tranh của Mỹ đã phải gục ngã trước cái gọi là chiến tranh du kích. Mà chiến tranh du kích nó tới từ đâu? Chiến tranh du kích phải tới từ nhân dân mà ra. Và mới hồi trưa đây đó, chúng tôi ngồi mấy số anh em công an, có hỏi về cái hệ thống công an ở trong nước với lại bên nước ngoài. Thì tôi bảo về kỹ thuật đó thì chắc chắn là mình không thể hơn được. Nhưng mà đó, công an ở trong nước này đó, ở người Cộng sản này, họ thành công là chính là tai mắt nhân dân. Thành ra cái vấn đề đó, cái những cái sự mà phát triển của anh em cờ đỏ sau này đó, tôi nghĩ rằng đó là một cái sự gọi là phẫn uất của người dân trước cái tình trạng xã hội đang bị thao túng bởi một tiểu số nào đó. Chúng tôi không có lo đặt vấn đề chính trị ở đây, nhưng mà có thể vì một những cái lý do nào đó đó, thành ra anh em mới lại tập trung lại là anh em muốn có một cái thế lực để đối lại với những cái người đó và để nói cho những cái nhóm chúng tôi nói đến chẳng hạn như nhóm No You hoặc hai nhóm các anh em dân chủ chẳng hạn trong nước, thì đó thì bây giờ đó họ nói rằng đa số dân chúng tôi đó. Và khi mà mình nói là cái tại vì đó, tại sao là phải có cờ đỏ, tại vì có những người đó là vẫn luôn luôn nghĩ rằng những người mà trước 30/4 là cờ vàng thì bây giờ thì bên này là cờ đỏ. Thì thật sự rằng lá cờ nào cũng vậy, cũng có màu đỏ và màu vàng. Thì tôi thấy rằng cái chuyện mà những cái luật điều đó tôi nghĩ rằng là nó không có đúng, mà đây là cái sự mà lên tiếng của người dân và không phải bắt nhà nước phải ra tay để trấn áp.
Nếu nói rằng nhà nước Việt Nam mà sợ, không dám trấn áp thì cái điều đó không đúng. Bởi vì đó, đối với giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Tàu, chúng ta chưa bao giờ khuất phục hết. Thì không thể nào nhà nước Việt Nam khuất phục về một cái nhóm nhỏ như vậy. Và người ta nói rằng đó, giết gà đó, thì không cần cái dao mổ trâu. Thành ra có lẽ là nhà nước, một là nhân nhượng để cho càng kéo dài thời gian thì nhà nước sẽ càng có nhiều cái chi tiết và có nhiều cái lý do để mà truy tố người khác. Đó là bằng chứng trong thời gian vừa qua, quý vị thấy rằng rất nhiều người đã bị bắt và đã bị xử những hình phạt cũng là nhiều người nói là nặng nề, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó không nặng nề đối với ở bên Mỹ. Bởi vì quý vị ở bên Mỹ mà quý vị phản bội nước Mỹ thì quý vị sẽ lãnh một cái hình phạt rất là nặng, có những tiểu bang nó sẽ xử tử luôn, cho nên giết. Thành ra cái vấn đề đây đó là anh em cờ đỏ đó, theo tôi nghĩ đây đi từ một cái sự phẫn uất bức xúc, nghĩ rằng á là nhà nước không làm thì chúng tôi làm, để rồi đó mà giúp cho nhà nước có một cái cơ hội để mà cái gọi là tạo lại cái sự trật tự cho xã hội mình. Nhưng mà có một cái điều tôi xin được cử một cái ví dụ gần đây nhất, ngày 4/9, nhóm của anh Nguyễn Trọng Nghĩa kéo đến nhà thờ giáo xứ Thọ Hòa, và bây giờ đó thì các nhóm của các anh em đó hình như bị bồi thường mỗi người ở 750 ngàn hay là 7 triệu rưỡi gì đó, 750 ngàn. Thì đó thì một người, nhưng mà nó tại sao những cái người mà đánh của những anh em đó, đó và ông linh mục Nguyễn Duy Tân đó, thì chưa có biện pháp nào hết. Thì chúng tôi đó thì chúng tôi hơi ngạc nhiên ở cái điểm đó, và đó là cái sự mà chúng tôi nghĩ rằng đã tạo ra một cái sự phẫn uất ở trong cái giới thanh niên. Và thanh niên là bao giờ cũng có cái sự cái là nồng nhiệt của cái tuổi trẻ, thành ra anh em tự xưng là anh em cờ đỏ và anh em muốn nói lên tiếng nói. Tôi nghe nói sáng ngày chúng tôi cũng đã đưa cái bản tin lên là bữa nay ở Nghệ An đó một cái sự mà kết hợp của các thanh niên cờ đỏ của Nghệ An, Hà Nội, của các miền Trung họp lại nhau với nhau là một cái tổ chức ở trong Nghệ An, mà chúng tôi rất tiếc là vì không có nằm trong chương trình của tôi và vấn đề nó hơi đột xuất, thành ra chúng tôi không đi được. Thì nếu mà chúng tôi có mặt thì chắc chắn là các bạn đã nhìn thấy được những cái live stream trong cái buổi đó. Thì chúng tôi nói là đây chỉ là một cái tiếng nói, và trước khi mà chúng tôi qua bên Việt Nam đó, về Việt Nam đó, thì chúng tôi đã đưa ra một cái băng rôn là một cái biểu ngữ ở ngay Nghệ An ở trong giáo xứ Sông Ngọc, để yêu cầu là linh mục Nguyễn Đình Thục và linh mục Đặng Hữu Nam trả lại cái sự là an bình cho huyện. Thì tôi nghĩ rằng là cái luật điệu đó không có đúng, và tôi chắc chắn rằng nhà nước không cần phải mượn những cái anh em đó để mà làm những công chuyện đó. Bởi vì nhà nước bắt mẹ nấm với Nguyễn Như Ngọc chẳng hạn đó, thì là cái chuyện họ muốn làm họ làm. Và trong thời gian vừa qua nhiều người nghĩ rằng nhà nước không dám vọng động cho tới khi mà ông Tổng thống Donald Trump tới, nhưng mà thật sự những cái sự việc quý vị thấy rằng chưa bao giờ anh em dân chủ mà bị bắt nhiều và bị bắt thẳng tay như vậy, và một cái bản án 10 năm cho mẹ nấm và 9 năm cho Trần Thị Nga. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái bài học để cảnh tỉnh mà thôi. Chứ còn thật sự là nếu mà những người mà nhìn đi lại nữa, những cái tổ chức mà toàn là những người mà gọi là trần sa ma túy và vô giáo dục, vô nghề nghiệp này kia đó, thì những cái thành phần đó làm sao mà làm được một cuộc cách mạng, làm sao mà thay đổi được đất nước. Và thí dụ như là họ nổi lên bằng cái sự bạo động, thì dân chúng có cho họ cái quyền được làm như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không.
Mà nếu đã không làm như vậy thì chúng ta không thể nói rằng đó là những cái tổ chức này, cờ đỏ này là do một cái tổ chức nào, chẳng hạn như ban tuyên giáo đứng sau lưng để dịch dây. Chúng tôi nghĩ rằng những người cộng sản ở trong nước họ không cần phải làm những cái chuyện như vậy. Đây là tự lòng dân, ý dân, và mọi người chỉ muốn cái sự bình an. Thay vì họ đòi hỏi, những họ có thể kéo tới họ đánh nhau với lại những cái giáo dân trong đó cũng được đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Nhưng mà khi mà họ lập một cái tổ chức mà đứng lên nói tiếng nói thì đó là một cái thông điệp gửi cho những người đang làm những sự xáo trộn trong xã hội, thấy rằng là chưa cần đến nhà nước. Ngay chúng tôi đây đã không chấp nhận được. Cũng giống như là bộ những anh em trong gia đình, mấy anh em cãi nhau mình có thể dàn xếp được với nhau, chưa cần phải bố mẹ, không phiền đến bố mẹ. Thì tôi coi những lãnh đạo đây là chỉ là vừa cha mẹ của đất nước đi. Thì quý vị ở đây, những người trẻ này đứng dậy để tổ làm một tổ chức cờ đỏ, thanh niên cờ đỏ, có nghĩa rằng họ muốn gửi một cái thông điệp cho những anh em kia quay đầu về trở lại. Đức Phật có nói một câu là buông con dao đệ tổ đồ tệ là chúng ta sẽ trở thành Phật. Thì chúng ta hãy trở về cái đời sống bình thường như trước đây.